Hello, chào mừng tất cả mọi người đến với kênh điện thoại An Thảo nhá. Đầu video em xin chúc mọi người một buổi tối ấm áp và hạnh phúc bên gia đình nhé. Hôm nay thì lại tiếp tục lên video giới thiệu các dòng iPhone. Đấy, iPhone là giá rẻ và cam kết là hàng chuẩn chính hãng của Apple sản xuất nhé. Hôm nay thì rất là nhiều dòng iPhone về đây. Ví dụ như là 6S Plus quốc tế này, hoặc là XS Max này, XS Max Lock rất là nhiều anh chị hỏi nhá. Đấy, có cả 8 Plus 256 này, 7 Plus 128 này. XS, XR, XS Max này, đấy, 11 rất là nhiều mã để mọi người lựa chọn luôn. Giá thành thì cực kỳ là rẻ. Và bên em bảo hành từ 1 tháng đến 3 tháng nhé Tầm này mọi người mua hàng thì giá nó vẫn là ok. Đấy, cứ gần Tết, sát Tết 2-3 ngày mọi người ra quán điện thoại gần nhà mua thì nó tăng mấy trăm nghìn một cây luôn. Nhà em bán online nhưng mà vẫn bảo hành đầy đủ cho mọi người nhé Đấy bảo hành đầy đủ cho mọi người Zalo và số điện thoại tư vấn thì một số duy nhất này thôi 0338305595 Em ghi ở trên màn hình rồi nhá Facebook là Nguyễn Cherry Đấy mọi người đừng có bấm vào cái Facebook khác nha Facebook nhà em để link đính kèm ở dưới phần mô tả Cẩn thận là lại bị lừa cọc đấy Đang có một cái Facebook tên là An Thảo Đấy nó đang đi lừa cọc Facebook nhà em là Nguyễn Cherry nhá Mọi người mua hàng thì cọc từ 100 đến 300 qua hai số tài khoản ở trên thẻ bảo hành này, chủ tài khoản Nguyễn Anh Đào nhá. Đấy. Bảo hành từ 1 tháng đến 3 tháng, địa chỉ ở 279 La Phù Hoài Đức Hà Nội. Đấy nhá, rõ ràng cho mọi người nhá. Đấy anh chị nào mà mua hàng mà không muốn cọc thì mọi người không mua được bên em nhé Nhà em bán rất là chắc luôn. Đấy. Nhà em lấy cọc để mọi người có trách nhiệm nhận hàng cuối năm này giao hàng nó đi hơi lâu nên là mọi người không nhận hàng mọi người ví dụ bom hàng hay là gọi không nghe máy hoặc là thuê bao thì nhà em sẽ mất tiền ship hai chiều nên là bắt buộc mọi người phải cọc giúp em nhá đấy còn không cọc thì mọi người qua chỗ khác mua giúp em còn nhà em bắt buộc là phải cọc đấy như cái khách hàng mà giao dịch lần một lần hai thì bắt buộc phải cọc nhá còn mua nhiều mua quen rồi thì không cần cọc đâu ạ rồi bây giờ đi vào giới thiệu iphone này đầu video giới thiệu đây 5SE trước đi 5SE quốc tế 32G Đấy, video trước quay 64 rồi hôm nay quay 32 nhá 5SE quốc tế 32G em đang có 4 cây màu xám đen hình thức máy đẹp 98 99 phần nha Đấy pin tất cả đều pin zin theo máy nhá pin zin 95 96 91 và 90 nha mọi người đấy 5 SE thì gần như là video nào cũng quay Đấy. Máy thì nhỏ gọn Cấu hình cao ngang với 6S nha Cấu hình cao ngang với 6S Bản quốc tế và bao quốc tế chọn đời cho mọi người nha Đây 5SE mình lên được iOS 15 Nên là tải được tất cả các ứng dụng của mọi người cần rồi nha Đấy mọi người à, iPhone đều có tiếng Việt hết Mọi người cứ chuyển qua tiếng Việt vùng Việt Nam là mọi người sử dụng ngon lành thôi cây nào cũng có tiếng Việt nhá đấy bản quốc tế nhá vân tay ok hết US 14 15 đây, cây này US 14 này Benzin 96 phần nhá vân tay ok hết Nói chung là máy phun chức năng không lỗi lầm gì cả lắp sim vào là lên sóng nhá không cần sim ghép dòng này mọi người cứ lắp thẳng sim của mọi người vào là lên sóng thôi iPhone 5 SE 4.0 máy rất là nhỏ gọn đấy tải được đầy đủ các ứng dụng cho mọi người tại vì nó lên US 15 rồi ấy đồng giá là 1 triệu ba một cây nhá 1 triệu ba một cây 5SE quốc tế 32G giá 1 triệu ba một cây tặng kèm phụ kiện sạc cáp và bảo hành một tháng lỗi 1 đổi một nha mọi người lỗi một đổi một giúp em nhé Ok ok Dạ hình thức đẹp 98 trăm Máy Zinon nguyên bản Đấy, chính hãng của Apple Giá chỉ có 1 triệu ba một cây Làm máy phụ hay máy chính đều ok nhé Đấy, máy chính hay máy phụ đều ok Rồi, tiếp theo là một cây màu hồng này Màu hồng pin zin 87% Đấy, màu hồng Còn một cây màu hồng pin zin 87% Hình thức cũng đẹp khoảng 98% nhá Bản quốc tế Đây, Cây này bản quốc tế Nhật 32 g Ok chưa ạ? Đấy, anh chị nào thích tải ứng dụng thì báo nha em tải sẵn cho cũng được nha. Còn không thì mọi người về cứ đăng nhập iCloud vào. Đấy, tất cả các máy đều là iCloud sạch nha mọi người. iCloud sạch hết nhá Đây, iCloud sạch hết 100% nhá. Đấy, reset đặt lại dòng 2 thoải mái cập nhật phần mềm ok hết. Đồng giá là 1 triệu ba một cây. Đây chuyển sang màu vàng gold này Vàng gold thì em đang có một cây à pin zin 86 và một cây thay pin thay mới 100. Đấy, cây này UF14.2 nhá. Đấy, một cây UF15 và một cây UF14. 14 15 bây giờ đều tải được tất cả các ứng dụng cho mọi người rồi, bản quốc tế. À uh, Nhật 32 GB. Đấy, hai cây màu vàng gold, hình thức đẹp 98% nhá. Ok chưa ạ? Hình thức đẹp 98% Máy zin phun chức năng Đồng giá là 1 triệu ba một cây iPhone 5SE nhá Nó có chữ SE ở lưng đây này Chứ không phải 5S hoặc 5 thường nha mọi người Mọi người phải phân biệt giữa 5SE Và 5S 5 thường nó khác nhau nhá Nó có cái chữ lưng ở đây Ở lưng đây Hoặc là mọi người vào phần à phần phần, phần cài đặt cũng có nhá đây này nó ghi là iPhone SE này đấy đấy là mọi người sẽ phân biệt được biết máy là máy gì nhá iPhone 5 SE quốc tế 32GB Zin đẹp 98-99% Máy full chức năng không lỗi lầm gì cả Đồng giá là 1 triệu 3 một cây 1 triệu 3 một cây ạ à. Rồi chuyển sang dòng SE 2020 đấy. Vẫn còn đủ 3 màu Màu trắng, màu đen và màu đỏ nhé Hôm nay thấy màu đỏ đẹp quá Quay nguyên màu đỏ cho mọi người đây Pin zin theo máy 91, 92, nhé Hình thức máy này đấy Hình thức máy đẹp 99% Máy zinon hết Máy zinon hết nha bên màn vỏ pin zin hết Đây ba cây này đều là US 16 hết nha mọi người ba cây này đều US 16 nha Đây pin zin theo máy cây này 91% Màn zin sáng đẹp vân tay nhạy Cấu hình cao Chip của 11 Pro Max Đấy và sử dụng được hai sim Bản quốc tế Mỹ Cây này bản quốc tế Mỹ 64GB Đấy mình sẽ dùng đồng một sim vật lý và một e sim nha. Màn 4.7 inch nhá. Anh chị nào thích máy nhỏ gọn mà cấu hình cao lại dùng được hai sim thì mình múc luôn SE 2020. Giá chỉ có 3 triệu một cây thôi nhá. 3 triệu một cây. Pin zin 9x. Đấy, còn màu trắng và màu đen nữa nhưng hôm nay quay nguyên màu đỏ cho mọi người nhá. Đấy, màu đỏ rất là đẹp luôn. Đồng giá 3 triệu một cây bảo hành 3 tháng và tặng kèm phụ kiện xà cáp cường lực ốp lưng đầy đủ nhé đây kính cam đây ok chưa ạ đồng giá 3 triệu một cây thôi nha mọi người nhé rồi tiếp theo hôm nay về được một ít 6s plus này 6s plus quốc tế 32g màu xám đen tức là cái lưng màu xám và mặt kính màu đen gọi là màu xám đen nhá em có hai cây hình thức phẩy pin thay mới 100 trăm Đấy, hình thức phẩy là hình thức có trầy và có cấn nhẹ nha Đây ạ Đấy, quay rất kỹ cho mọi người chỗ trầy, chỗ xước của máy nhá Đấy, hai cây này thanh lý giá rẻ cho mọi người 1 triệu 550 năm năm nghìn một cây Màn 5.5 inch Đấy, bản quốc tế Bản quốc tế nhá Máy phun chức năng và bản quốc tế Đây ạ, hai cây bản quốc tế 32GB Đấy và bao quốc tế chọn đời cho mọi người hai cây này đồng giá là 1 triệu 550 nghìn bên màn vỏ zin pin thay mới 100 đấy Ok chưa ạ hai cây này giá quá là rẻ luôn 1 triệu 550 nghìn tặng kèm xà cáp cường lực ốp lưng Quay chọc sim bảo hành một tháng nhá đấy anh chị nào kỹ hơn thì mình mua hàng đẹp 6s plus quốc tế 32 gb zin đẹp 98 trăm Xăng zin theo máy 80 và 89% nhá. Đấy, hàng đẹp này, đây quay hàng đẹp cho mọi người xem nhá. Hàng đẹp thì nó có cũng có xước hoặc là ấy thôi nhưng mà nó gọi là phe phẩy một tí thôi. Xước rất là ít luôn. Hàng đẹp, một cây pin 80, cây pin 80 này anh chị nào thích thay mới thì em thay luôn cho nhá, không thì giữ pin zin cũng được. Đấy, và một cây pin zin à 89 Hai cây này đều bản quốc tế Mỹ 32 ghi nha Đấy, Bao quốc tế chọn đời Lắp sim vào là dùng luôn Lên sóng nghe gọi ngon lành Màn to pin châu sóng khỏe 6S Plus quốc tế 32 ghi Xin phun chức năng hình thức đẹp Hai cây hàng đẹp này giá 1 triệu 7 một cây 1 triệu 7 một cây Tặng kèm phụ kiện Sạc cáp cường lực ốp lưng Que chọc sim Sạc cáp thường nhá 6S Plus 7 Plus là chưa hỗ trợ sạc nhanh đâu. Đấy, chỗ này đều tặng sạc cát thường. Rồi tiếp theo một cây 6S Plus quốc tế 64GB này, màu vàng gold. Pin thay mới 100%, Cái này hình thức phẩy nha mọi người. Đây, cái này hình thức phẩy. Đấy, nó bị phẩy ở phía dưới này. Ok chưa ạ? Cái này phẩy nhẹ thôi, không phẩy không phẩy nặng đâu. Đấy, hình thức khoảng là 97% bản quốc tế Mỹ 64 g nhá. 6S Plus quốc tế 64 g zin phẩy, máy phun chức năng, men zin, màn zin, vỏ zin, pin thay mới 100%. Giá cây này là 1 triệu 8 nhá. 1 triệu 8 nha mọi người, có đúng một cây duy nhất thôi ạ. Đây có đúng một cây duy nhất thôi. 1 triệu 8 000, cây này. 6S Plus quốc tế 64GB. Rồi, tiếp theo một cây 7 Plus nhá. 7 Plus, 2 cam, cam X1 và X2 trục chân dung. À, bản quốc tế 32 GB pin thay mới 100%. Cây này cũng hình thức phẩy nhá. Đấy, hình thức phẩy thì cây này phẩy ở phía dưới lỗ la nha mọi người. Ok chưa ạ? Dạ. Đây. 7 Plus bản CN/A CN bản quốc tế nhá. Hàng này bao quốc tế chọn đời cho mọi người Đã reset đặt lại dòng hai tép phun chức năng rồi Đấy cây này thu của khách lẻ giá rẻ à, Bán rẻ luôn cho mọi người cây này nha mọi người Đấy cây này giá là 2 triệu rưỡi nhá Khách này dán lưng uh, bóng bóng này này Đấy Cây này chỉ có thay pin 100 thôi Còn bên zin màn zin vỏ zin hết nha Màu vàng gôn nhá Cây này màu vàng gôn nha mọi người Giá cây này là 2 triệu rưỡi và tặng kèm phụ kiện cho mọi người nhé. Tiếp tục là 7 Plus quốc tế 128 g hàng zin chất pin cao nha. Đấy, hàng zin chất pin cao, pin 97. Pin 97 sạc 96 lần, pin 97 sạc 126 lần. Hình thức máy đẹp 99%, zin nguyên áp suất nhá. Đấy, hàng này zin nguyên áp suất chưa bung mở máy, chưa sửa chữa gì nhá. Cam kết hàng zin chuẩn cho mọi người Bản quốc tế Mỹ 128 ghi Đấy, pin zin theo máy Không thay pin, không bơm, bơm kích gì hết Hàng này là hàng chuẩn zin 100% Đấy, anh chị nào thích cái hàng chất thì múc luôn hàng này nhá 7 plus quốc tế Bản Mỹ mã M 128 ghi Ok chưa ạ Bao quốc tế chọn đời Reset đặt lại dòng hai thoải mái Lắp sim vào là dùng luôn nhé Camera đẹp vân tay nhạy, máy đẹp zin đẹp luôn. Đấy, pin zin 97%, đồng giá là 3 triệu một cây nhá. Anh chị nào thích hàng chất là múc luôn nhá. 3 triệu một cây nha mọi người. 7 Plus quốc tế 128g. Đây, em còn có cả pin zin 96% nha. Pin zin 96%, sạc 99 lần. Sạc 101 lần, sạc 102 lần nhá. Ai tất cả đều là iPhone bảy Plus quốc tế 128 g. Đấy, hàng cực kỳ nét, hàng cực kỳ đẹp luôn. Ok dạ, hàng zin đẹp 99%. Anh chị nào dễ tính thì tính hàng keng luôn. Đấy, còn nhà em là báo hàng đẹp 99 nha mọi người. Hàng zin đẹp 99 và bản quốc tế Mỹ. Đồng giá 3 triệu một cây hàng chất này. Đấy em bán hàng này chưa phải bảo hành một cây nào luôn Tại vì máy nó cực kỳ là chất nhá Màn to Đấy pin trâu sóng khỏe Cam x1 x2 chụp chân dung ok hết Đầy đủ các yếu tố mà mọi người cần luôn nhá Đồng giá 3 triệu một cây Bảo hành một tháng lỗi một đổi một Và tặng kèm đủ phụ kiện nhá Rồi tiếp theo giới thiệu máy lốc cho mọi người này Máy lốc hôm nay có 7 plus lốc, 8 plus lốc và XS Max lốc 11 Pro Max Lock Đấy Đối với máy lock ở bên nhà em Ví dụ như cây 7 Plus Lock này Thì mọi người chỉ có lắp SIM vào Đợi một tí là lên sóng thôi nhé Đây, ví dụ như cây 7 Plus Lock 32GB này nhé Đấy Cây 7 Plus Lock 32GB này Cái này em ship cho khách rồi Nhưng cái bạn này rất là buồn cười nhé Hôm trước đặt hàng ở bên à, Bên Zalo đã bom hàng rồi xong giờ lại sang Facebook đặt hàng, xong giờ lại bom tiếp. đấy. khi khi gửi máy đi này, cái sim ghép nhà em đã fix mã sẵn cho mọi người rồi. Đây mọi người chỉ việc là lắp kèm sim ghép thôi. que chọc sim thể bảo hành có tặng đầy đủ cho mọi người luôn nha. đấy. đây cái sim ghép đã fix mã sẵn cho mọi người rồi đây nhá đây mọi người lắp kèm sim ghép. đặt sim ghép vào khai sim. đấy vừa khít với khay sim nha rồi đặt sim của mọi người lên và lắp vào máy đây lắp vào máy thì đợi một tí là lên sóng nhá đây mọi người lắp sim vào đợi khoảng hai ba phút là máy lên sóng nhá thì mình sẽ nghe gọi được ok nha trong nhà mà em sóng hơi kém nên là đúng nó đúng phải đúng đợi hai ba phút còn anh các anh chị ở ngoài đường ấy đấy ở khu sóng khỏe mà chỗ thoáng thoáng ấy thì đợi tầm 1 2 phút là lên sóng thôi ok nhá mọi người cứ lắp kèm miếng sim ghép ở dưới cái khay sim của mình như này này đấy lắp kèm miếng sim ghép ở dưới khay sim của mình như này thì, thì máy sẽ lên sóng nghe gọi ngon lành cho mọi người nhá ở đời 7 plus và 8 Plus ấy thì chỉ dùng sim ghép một mảnh như này thôi nhá. Đấy, còn nếu mà mọi người mua XS Max Lock thì sẽ giữ cái sim hai mảnh. Ở video trước em có lắp cái cây iPhone 11 đấy, thì XS Max mình cũng lắp giống như iPhone 11 Lock, 12 Lock là được nha. Rồi quay lại giới thiệu máy này. 7 Plus Lock 32 GB, pin thay mới 100%. Đây có đúng một cây nhá. Màu xám đen. Đấy, hình thức là hình thức phẩy. Đấy, cây này bán giá rẻ cho mọi người 1 triệu 8 nha mọi người. 1 triệu 8 là mọi người đã có 7 plus lốc dùng rồi. Bao ghép sim và tặng kèm phụ kiện đầy đủ cho mọi người nhé. Rồi, tiếp theo này. 7 plus lốc 128 gb Pin thay mới 100%. Hình thức phẩy nhá Cây này cũng hình thức phẩy. Đấy, có bị trầy và có bị bong sơn nhá Mên zin, màn zin, vỏ zin Chỉ có thay pin mới 100% thôi Máy lốc bản Mỹ 128G Đấy cũng bao ghép sim lên sóng cho mọi người Ok nhá Giá cái này là 2 triệu nha mọi người 32GB triệu 8 128GB 2 triệu Rồi chuyển sang 8 Plus lốc 256GB này Đấy 8 Plus là chuyển sang mặt lưng kính rồi nhá Hôm nay em có 3 cây màu đen 3 cây này đều thay pin mới 100% cho mọi người nhá Đây hình thức máy này Hình thức máy đẹp 98% Có bong sơn nhẹ nhá Có bong sơn nhẹ Ok chưa ạ Men zin màn zin vỏ zin Pin thay mới 100% Máy lốc 256GB Đấy bộ nhớ cao nhá Anh chị nào thích bộ nhớ cao thì múc luôn Cây 8 Plus lốc này Nhà em vẫn bao ghép sim Ngon lành cành đào cho mọi người luôn nhá Hình thức đẹp 98% Máy zin Pin thay mới 100% Đồng giá là 2 triệu 9 một cây nha 2 triệu 9 một cây 8 plus lock 2 5 6 Rồi tiếp theo này Một cây XN Max này XN Max lock 64 kỳ Màu vàng gold Đấy. Cái này pin zin 83% Hình thức máy Cái này hình thức máy đẹp luôn Đấy cái này hình thức máy đẹp 99% nhá. Cái này đang zin áp nhưng mà bị mực một chấm ở đây nha. Một chấm Đấy Tị ti ở trên màn hình này Bị mực mà Pin zin 83 Chỉ bị một chấm duy nhất ở đấy thôi Đấy iPhone XS Max 64GB Máy lốc Ok chưa Bị mực màn một chấm như vậy Màu vàng gold Máy đẹp 99 Zinon nhá Màn zin bị mực nhá Không phải màn lô nha mọi người Giá cây này thanh lý là 3 triệu 9 3 triệu 9 cây này nhá XS Max nha mọi người Màn 6.5 inch này XS Max nó vẫn nhìn kiểu là sang Rất là sang luôn Bộ nhớ 64GB pin 83 màn mực Giá thanh lý là 3 triệu 9 Tặng kèm sim ghép này Bao ghép sim này Sạc cáp nhanh cường lực ốp lưng đầy đủ nhé Rồi chuyển sang XS Max Lock 64GB 3 cây màu đen Đấy Pin zin 899190 Tình trạng chung của ba cây này là hình thức máy đều đẹp. Đẹp 98 99% nha mọi người. Đấy, hàng zin nguyên ốc nguyên áp chưa bung mở máy chưa sửa chữa gì nhá. Hàng vừa mới về hôm qua xong. Có ba cây màu đen, hình thức đẹp à, và máy zin phun chức năng màn đẹp không ám mối nhá. Ba cây này đều màn đẹp không ám mối nhá. Phay ID nhạy. Máy zin nét luôn. Nguyên áp suất. Đấy. Bản 64 gb Mã Mỹ nha Ok chưa ạ XN Mark Lock 64G Hàng jean đẹp Màn đẹp không ám mố gì cả Đồng giá là 4 triệu 9 một cây Đấy, 4 triệu 9 một cây Máy đẹp màn đẹp Còn cái cây màn mực kia là Trừ luôn 1 triệu cho mọi người nha còn hàng mà ba cây màu đen màn đẹp này đồng giá là 4 triệu chín một cây nha 4 triệu chín một cây tặng phụ kiện sạc cáp nhanh cường lực ốp lưng sim ghép bao ghép sim đầy đủ cho mọi người nha đây camera đẹp đấy camera đẹp không chảy xước nha xn max lock 64 tư ghi chỉ có bốn cây này thôi nhá mọi người múc nhanh nhá đấy đợt trước à, à video trước bán à, 11 lốc thì nhiều anh chị hỏi XN Max lốc hôm nay về luôn XN Max lốc cho mọi người nhá 4 triệu chín một cây rồi, tiếp theo này. Hàng tuyển một cây 11 Pro Max Lock 256 GB. Pin zin 98%, US13, sạc 190 lần. Đây. Cái này US13 luôn là US gấp của 11 Pro Max rồi. Anh chị nào thích sưu tầm US thấp thì múc luôn cây này nhá. Cây này US13 không cần phải nâng US vẫn ghép sim bình thường nhá. Vẫn ghép sim bình thường nha mọi người Ghép sim lên sóng bình thường không cần phải nâng Đấy Pin zin theo máy 98% Hàng cực kỳ chất luôn Hình thức cây này thì có bị chảy ở phía dưới góc này nha Đấy Chảy duy nhất ở góc này thôi Còn lại là máy Zinon nguyên áp luôn Đấy Máy Zinon nguyên áp luôn Chị bị chảy ở cái góc đấy thôi nhá Pin cao Máy US thấp sạc ít Giá cây này là 7 triệu rưỡi nhá 11 Pro max mắc lốc 7 triệu rưỡi 256 gb đấy tặng đầy đủ phụ kiện và bảo hành 3 tháng nhá ý kiến mắc lốc nhà em cũng bảo hành 3 tháng cho mọi người nha rồi tiếp theo là tai nghe này tai nghe iPod Pro 2 cái hàng này nhà em đang chạy số lượng rất là nhiều luôn anh chị nào mua số lượng thì liên hệ qua em nhé giá cực kỳ là rẻ còn mua lẻ là 250.000 một bộ Chức năng định vị đổi tên sạc không dây chống ồn xuyên âm Hàng new 100% chưa qua sử dụng Hàng này mọi người mua kèm iPhone sẽ được bao ship cả đơn hàng nhé Còn mua lẻ thì mọi người chịu phí ship giúp em nhé Tiền ship nó rơi vào từ 32 đến 42 nghìn tùy địa phương nhé Đấy, số lượng nhiều anh chị nào mua nhiều thì liên hệ em Giá số lượng thì đương nhiên là sẽ rẻ hơn Giá lẻ rất là nhiều luôn nhé rồi, tiếp theo là đến iPhone quốc tế này. Đầu tiên là cây uh, XS đây, XS 256GB, pin zin 87, Cái này bị ám màn nhá. Đấy, cái này ám màn hôm trước là khách um, cọc 200 rồi nhưng mà bom hàng. Đấy, hàng uh, gửi đến uh, Hà Giang xong lại uh, hoàn về đây giờ mới tới nơi, đây bị ám màn phím ở trên trên màn hình này nha mọi người. Ok chưa ạ? Còn đúng một cây này thôi. XS max quốc tế 256 ghi màn zin bị ám màn đây ạ 256 ghi màn zin ám màn hình thức này hình thức cây này hình thức phẩy nhá phẩy nhẹ ở ở phía góc này thôi đấy phẩy nhẹ ở góc này thôi nha màu đen nha mọi người đấy, bộ nhớ tận 256 ghi luôn bây giờ cọc còn bom hàng đầy ra nói gì là không cọc đúng không mọi người Nhà em bán hàng rất là chắc mà mà nhiều anh chị cọc rồi vẫn bom hàng bình thường nhá. Đấy, máy đã test full chức năng. Không có lỗi lầm gì cả. Chỉ bị ám màn hình thôi mà là màn zin nhá. Cây này thanh lý giá rẻ cho mọi người là 4, ,4 triệu 4 nha mọi người. 4, ,4 triệu 4 nha mọi người. XS 256 g giá chỉ 4, ,4 triệu 4. Rồi tiếp theo này. Hai cây XS. XS quốc tế 64 g hai cây hình thức phẩy. Gold pin 87 và đen pin zin 93 nha Hai cây này đồng giá là 4 triệu 7 một cây nha Đấy, hình thức phẩy nha mọi người. XS này thì màn 5.8 inch nhá. Đấy, màn 5.8 inch. Máy zin nét chưa qua sửa chữa. Một cây OS 16, một cây OS 17 nha Pin zin theo máy nhá. Đây hai cây này bản quốc tế Nhật 64 GB nhá. Nhật với Mỹ bây giờ sử dụng như nhau nhá, lên US15 đổ lên là không có uh, chụp ảnh uh, bị kêu nữa nha mọi người. Đấy. XS quốc tế 64 GB zin phẩy màn đẹp không ám nhá. Đây, màn đẹp không ám nha mọi người. Đấy. Hai cây này màn 5.8 inch và sử dụng được hai sim nhá, một sim vật lý và một e-sim. XS quốc tế 64 ghi hai cây này đồng giá là 4 triệu 7 một cây Bảo hành 3 tháng và tặng kèm xà cáp nhanh cường lực ốp lưng đầy đủ nhé Rồi tiếp theo này Một cây XR XR quốc tế 64 ghi Đang có một cây màu trắng Pin thay mới 100% Hình thức máy này Cây này hình thức máy đẹp luôn Đấy. Hình thức máy đẹp 99% nhé Men zin màn zin vỏ zin Chỉ có thay pin mới 100% thôi Bản quốc tế Nhật US 14.4 nha XR quốc tế 64GB Ok dạ Giá cây này là 4 triệu 7 nha 4 triệu 7 cây này nha mọi người XR quốc tế 64GB 4 triệu 7 Đấy Tặng full phụ kiện và bảo hành 3 tháng Rồi tiếp theo một cây XR này XR quốc tế 256GB Màu xanh blue nhá Xăng zin theo máy 91%, hình thức máy đẹp 99 này. Đấy. Hình thức máy đẹp 99 và xăng zin tận 91 cơ. Bản cây này bản Hàn 256 GB và cũng dùng được hai sim, một sim vật lý và một e-sim nhá. Đấy. Cây này giá là giá là 5 triệu 3 nhá. 5 triệu 3 nhá. XR256 GB zin đẹp giá 5 triệu 3. Rồi tiếp theo này, một cây XN Max Igen Max quốc tế 256 ghi pin zin 90 nhá. Đây hình thức máy này. Hình thức máy đẹp 99%. Đấy, hình thức máy đẹp 99%. Zin nguyên áp luôn, zin nguyên ốc nguyên áp luôn. Có đúng một cây nha mọi người, cây này US 16. Đây bản quốc tế Mỹ. 256 gb Ok chưa ạ? Cây Igen Max này giá là 6 triệu 8 nhá. 6.8 máy zin đẹp 99%, iPhone XS Max quốc tế 256GB. Bảo hành 3 tháng và tặng full phụ kiện. Rồi lại chuyển về dòng iPhone 11 này, 11 quốc tế 64GB. Đây quay xong mọi người hai cây màn lô trước đi. Hai cây màn lô thanh lý giá rẻ đây, pin zin 8686 nhá. Đấy. Hai cây thanh lý giá rẻ cho mọi người. 11 quốc tế 64GB zin phẩy màn lô men zin. Men zin, vỏ zin, màn lô Máy phun chức năng không lỗi lầm gì cả Ok chưa ạ dạ. 11 nha mọi người Đây 11 quốc tế 64 ghi bản Mỹ lờ lờ trên A Màn lô thì nó sẽ báo là Đây báo màn hình là linh kiện không xác định nha Đấy Linh kiện chính hãng thì không nói Màn lô này thì vẫn sử dụng được hai sim nha mọi người Màn 6.1 đi Đấy Dùng không khác gì màn zin đâu Cảm ứng nhanh mượt lắm Ok chưa dạ. Cảm ứng nhanh mượt lắm không chết điểm luôn nhá hai cây màn lô này giá là 5 triệu tư một cây nhá 11 quốc tế 64 ghi màn lô 5 triệu tư một cây Đấy, bảo hành mên 3 tháng và vẫn tặng đầy đủ phụ kiện cho mọi người Rồi hôm nay thanh lý 11 quốc tế 64 ghi hàng zin phẩy nhẹ này Đây, Màu vàng, chu vàng chuối này, pin zin 90, 91 và 94 nhá, hình thức phẩy Phẩy này là phẩy rất là ít luôn Đây, mỗi cây nó chảy rất là ít luôn Đấy, hàng Zinon phun chức năng Men màn vỏ pin zin hết nhá Mỗi cây nó chảy rất là ít luôn Không có chảy xước to đâu ạ Đấy, hàng này thanh thị lý giá rẻ à, Cho mọi người nhá 6 triệu 2 một cây Đây, 11 quốc tế 64 ghi Hàng zin phẩy Giá là 6 triệu 2 một cây Máy phun chức năng Hình thức phẩy rất là ít luôn Khoảng là 97-98% nhé Vẫn dùng được hai sim Đấy Đây là màu vàng chuối nhá rồi chuyển sang màu trắng Màu trắng đây Màu trắng pin 91, 94, 90 nhá Đây màu trắng cũng thế Mỗi cây nó phẩy rất là nhẹ luôn nhá Đấy Được cái là máy zin luôn chưa qua sửa chữa gì cả Bản quốc tế Và bao quốc tế chọn đời Mấy cây này US16 hết Mấy cây này US16 hết nha Ok chưa ạ Tất cả đều bản quốc tế nhá Bao quốc tế chọn đời cho mọi người 11 này dùng rất là lành luôn Đồng giá là 6 triệu 2 một cây nha 6 triệu 2 một cây 11 quốc tế 64g zin phẩy Đây camera đây ạ Đấy, camera nhá. Hai mắt nha mọi người. 11 hai mắt nha, XR một mắt nha. Đồng giá 6 triệu 2 một cây bảo hành 3 tháng nhá. Rồi chuyển sang một cây màu đen. Đây đang lẻ loi một cây 11 quốc tế 64 g màu đen pin zin 89%. Đấy, hình thức phẩy nhá mọi người. Ok. Cây này thì nó không chảy xước mà nó lại bị bong sơn, bong, bị bong sơn ở viền nhẹ. Bị bong sơn ở viền nhẹ nhá Đấy cây màu đen này hình thức phẩy Giá cũng là 6 triệu 2 nhá 6 triệu 2 cây này US 11 Pin zin 89 nguyên áp suất Đây 64 gb bản quốc tế Pin zin 89 nguyên áp suất Đấy hình thức phẩy Đồng giá là 6 triệu 2 một cây Bảo hành 3 tháng và tặng kèm full phụ kiện nhé Mọi người cần mua hàng thì liên hệ qua Zalo hoặc số điện thoại tư vấn của em. Nhà em vẫn còn mã iPhone 11 lock và 12 lock nhé. À, 5SE 163264 và SE 2020 màu đen, màu trắng, màu đỏ. Đấy. Mua hàng thì cứ liên hệ qua em hoặc là chủ động nhắn tin qua Zalo là ok nhá. Rồi video đến đây là hết. Xin chào tất cả mọi người.